đầu tiên của bạn khi cầm trên tay S9 hay S9 BLUS là nó chẳng khác gì S8 hay S8 BLUS. Những gì thay đổi trong lần nâng cấp tiếp theo này CA Samsung hầu hết nằm ở phần CAMEA, trong đó quan trọng nhất là khả năng thay đổi khẩu độ. Các tính năng khác anh em cần lưu ý có thể kể đến là khả năng kết hợp quét mống mắt và khuôn mặt để bảo mật cùng lúc, hay tính năng AIM